Đây là John Carter. John khỏe mạnh, John nhà giàu, John có mọi thứ. John có thể sống một cuộc sống giàu sang phú quý đến suốt đời, nhưng mà John lại chọn nằm lại trong quan tài và tự nhốt mình trong một cái lăng mộ để cho thằng cháu trông coi. Tất nhiên là John không chơi đồ, mà là vì khi nằm xuống với cái mề đay này trong tay và một vài câu niệm chú Allahu Akbar, anh sẽ chuyển sinh đến sao hỏa. Tại sao cuộc đời của John lại giống anime đến vậy? Và vì sao anh lại chuyển sinh đến sao hỏa chứ không phải là lang lá? Mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước. Trái đất không phải là hành tinh top 1 trong việc tồn tại sự sống trong hệ mặt trời. Ở trên sao hỏa người ta vẫn sống đầy ra đấy. Nhưng hành tinh này đang dần chết đi vì chiến tranh nổ ra liên tục. Thằng bầy đầu là Zodanga, thành phố của sự xâm lăng. Chúng đi đến đâu là giạt đến đấy. Chỉ có duy nhất thành Helium dám đứng lên chống lại Zodanga. Nhưng đến khi họ sắp dập được Zodanga rồi, thì Zodanga lại có quý nhân phù trợ. Bọn này gọi là Thern, một loại thần phục vụ cho nữ thần vũ trụ. Thern theo lệnh của nữ thần đã lựa chọn Zodanga trở thành kẻ thống trị sao hỏa. Người duy nhất cản được Zodanga lúc này chỉ có Ma Gaming. Ấy lộn, chỉ có John Carter. Nhưng lúc này, anh vẫn còn đang ở trái đất và chẳng quan tâm đến sao hỏa có gì. Vì anh còn đang bận ngày đêm đào vàng. Sơ qua về lý lịch của John, anh trước đây là một đại úy phục vụ trong quân đội, từng nhận rất nhiều huân chương danh giá. Nhưng sau cái chết của vợ, anh quyết định sẽ đi đào vàng. Đúng là quá muộn để một người nhận ra vàng quý hơn vợ đến thế nào. John bị bắt phải phục vụ cho quân đội một lần nữa, nhưng anh quyết định bỏ trốn. Trên đường truy đuổi John, quân đội Hoa Kỳ bị phục kích bởi người da đỏ bản địa. Anh đành phải quay trở lại để giải cứu một vị chỉ huy. Hai người chạy đến một hang động kỳ lạ. Ở đây xuất hiện một tên Thern. John bắn được hắn ta. Tên Thern lôi chiếc máy đay ra và lẩm bẩm gì đó. John giật lấy cái máy đay. Cho xin một subscribe. Mấy sub? Một subscribe. Một subscribe. Bụp một cái, John bay đến sao hỏa. Trọng lực ở đây khiến cho John không thể đi lại bình thường. Anh học được cách nhảy như con lăng quăng để di chuyển. Sau đó John vô tình tìm được ổ trứng của tộc Thork, một tộc da xanh. Cùng cha khác ông nội với The Hawk nhưng bị đói ăn. Có khả năng tộc Thork đã sống ở vùng châu Phi của sao hỏa. Tộc trưởng tộc Thork chủ động đến làm quen John. John không ở đây để giao lưu kết bạn nên anh bỏ chạy. Và tộc Thork bắn thuốc mê, anh được họ mang về nhà. Trong lúc đó, tại Helium, cả thành phố đang bị đe dọa vì Zodanga đang mang hàng nóng ra để đánh nhau. Công chúa Deja tỏ ra không sợ hãi vì cô sắp chế được thứ vũ khí tương tự. Nhưng trong hàng ngũ lãnh đạo của Helium có một tên Thern gián điệp. Hắn ngay lập tức phá chiếc máy của Deja. Tầm này thì Helium hết hy vọng. Chỉ có một cách duy nhất để cứu lấy thành phố là Deja phải làm vợ của Satan, thủ lĩnh của Zodanga. Vẫn cứ là ruột bầu nấu với canh cua. Vận mệnh đất nước là phải mua bằng lờ. Deja đương nhiên là từ chối. Cô chê Satan vừa ngu vừa đần, tên thì vừa sáp vừa than, đen đen bẩn bẩn cô không thích. Quốc vương bắt Deja phải lấy một công đôi việc. Ông vừa gả được cái của nợ của gia đình, vừa giải cứu được cả một thành phố, đỡ phải đánh nhau nhiều. Một đứa chịu khổ cho cả vạn người, nó cứ phải gọi là hợp lý. Deja uất cứng cả họng, chỉ biết ngước mắt cầu trời cao, mang đến cho cô ai đó để giải cứu Helium. Người đó lúc này đang bị đưa về tộc Thork cùng với những đứa bé. Theo tục ở đây, con non vứt hết ra đấy, ai thích nuôi thì nhặt. Một cô Thork tên Sola xông phong nhận John. John vừa được thả xích thì bật như tôm. Một tên chiến binh định bắt John lại đòi giết, nhưng tộc trưởng đã can ngăn. Hắn ta ngứa mắt với tộc trưởng, đòi xiên để tranh chức tộc trưởng nhưng không ai ủng hộ. Thế là hắn ta dỗi bỏ đi và ấp ủ thời cơ khác. Tộc trưởng quay ra bảo John nhảy cho người dân xem. Mà đây có phải show you think you can dance đâu mà nhảy làm gì? John không nhảy, tộc trưởng quê. Ông bắt nhốt John cùng lũ trẻ con. Anh được tắm rửa sạch sẽ và được cho uống một loại nước khiến cho cả sao hỏa nói được tiếng Anh. Sau khi tỉnh dậy, John thoát ra và bị một con chó đệ tử của The Flash chạy theo. Nó chạy vào giữa đám Thork và bị đập bầm dập. John nhảy xuống giải cứu con chó và đấm một phát chết tươi một tên Thork. Tộc trưởng được mở mang tầm mắt. Ông bảo John đấm thêm, à thôi thế thì hơi ngu. Ông hỏi xem đứa nào đã thả John ra. Và đó là Sola. Cô bị phạt theo tục lệ của tộc, phải bị đóng một dấu lên cơ thể. Mà người Sola thì đã chi chít các vết đóng dấu từ nhiều lần phạm tội trước. Buổi trừng phạt bị gián đoạn vì Zodanga đang truy đuổi một con tàu Helium ngang qua vùng của tộc Thork. Trên đó là công chúa Deja. Cô đang trốn chạy khỏi Satan. John ở dưới nhìn thấy Deja là con người. Anh bật lên cao và cứu được cô. Sau đó anh lao vào đánh quân Zodanga. Bọn này cũng là người nhưng John không tha cho thằng nào. Thế là anh cứu Deja. Chỉ có thể là để sim. John bay thẳng vào tàu của Zodanga đánh cho máu. Tên Thern muốn bắt sống John, nhưng nó nhảy thế này thì mai bắt. Người Thork tung hỏa lực về phía Zodanga để hỗ trợ John, buộc Satan phải bỏ chạy. John bỗng chốc trở thành idol của tộc Thork. Deja yêu cầu tộc Thork hỗ trợ mình đánh bại Zodanga. Đó chính là mục đích của cô khi bay đến đây. Tộc trưởng không sợ Zodanga vì ông đã có John trong tay. John bảo John không giúp. Tộc trưởng dọa bế Deja đi mất, tức là John đồng ý giúp. Sau đó John có cuộc trò chuyện với Deja. Deja bảo John hãy dạy người Helium nhảy như anh. Một lần nữa đây không phải là nhảy đường phố nên John không có dạy bố con thằng nào hết. John hỏi ngược lại Deja, làm thế nào để phi thuyền có thể bay? Đây không phải là chiến tranh giữa các vì sao nên Deja cũng không dạy. Thế là không đứa nào dạy đứa nào, Deja dỗi. Deja bảo John là thằng lừa đảo, nhưng vẫn nói với anh thuyền ở hành tinh này cứ có buồm là bay được. John nghe chữ hành tinh thì lú hết cả đầu. Thế là Deja mở lớp dạy địa lý tại chỗ cho John. John giờ mới biết mình đã bay đến sao hỏa. Anh nói với Deja rằng mình đến được đây là nhờ cái mề đay kia.
Deja hiểu ra mọi chuyện. Cô nói John chính là một Thern và sẽ giải thích mọi chuyện cho anh. Thern là những sứ giả phục vụ cho nữ thần Isus. Họ có những công cụ với sức mạnh vô song, trong đó có một cái mề đay có tác dụng dịch chuyển tức thời. Deja hứa sẽ tìm cách kích hoạt mề đay để giúp John trở về trái đất. Anh chỉ cần đơn giản là đưa cô thoát khỏi đây. John đồng ý. Nhưng họ đã bị người Thork phát hiện. Tộc trưởng tức giận vì John đã đẩy Sola đến chỗ chết. Trên người cô không còn chỗ nào để phạt nữa cả. John nhận ra Sola chính là con gái của tộc trưởng. Bí mật lâu năm này đã bị lộ. Ông không thể để con gái mình bị hành hình, nên đã bảo John dẫn theo con gái đi trốn với anh. Điều này đồng nghĩa với việc tộc trưởng đã phản bội toàn bộ tộc Thork. Ba người sau đó lên đường đến sông Ys. Đây là John nghĩ vậy. Nhưng Deja lại đang đưa họ đến Helios. Đúng là đàn bà, toàn lừa. John quyết định sẽ tự mình đến sông Ys. Nhưng Deja nói đó là do cô bịa ra. Thern và những cánh cổng không hề tồn tại. John không tin. Nhưng tôi không muốn cưới hắn. Cưới ai cơ? Sắp tan. Thì đi mua áo của chúng cuối đi. Mặc áo của chúng cuối thì không phải cưới hắn ư? Cô vẫn phải cưới nhưng mà áo nó đẹp. John tiếp tục đi. Nhưng Deja nằm gian vạ. John thuyết phục Deja. Một là mày nằm đây kệ mẹ mày. Hai là đi. Deja đành phải đi. Ba người tiến đến sông Ys, hay với cái tên mỹ miều hơn là sông tự sát. Vì những người tìm đến đây là những người muốn ra đi thanh thản trong vòng tay của nữ thần. Sola muốn chết, nhưng John cản Sola lại và tiết lộ cô là con gái tộc trưởng. Con gái tộc trưởng làm con mẹ gì? Đóng dấu đau bỏ mẹ. Nhưng mà Sola tự nhiên lại có thêm động lực sống. Ba người chèo thuyền để tìm cánh cổng. Họ phát hiện ra một con tàu vũ trụ đang ngụy trang thành ngọn núi. John và Deja tiến vào. Deja cuối cùng đã tin Thern có thật và John thực sự là người đến từ trái đất. Deja bắt đầu giải mã các ký tự và tìm hiểu cách đưa John về trái đất. Nhưng đấy là những điều mà John nghĩ. Còn Deja lại tiếp tục gạ gẫm John về Helium. Về đó cô mới giải được. John bắt đầu thấy bực mình. Người gì đâu dài hơn kẹo dừa. Nhưng Deja hôn anh một phát. Thế là mọi thứ được giải quyết. Đúng lúc đó Sola bị tấn công. Chúng là tộc Vua Hun, anh em cùng cha khác ông nội của tộc Thork. Trên đường trốn chạy, John nắm tay Deja. Anh nhớ lại khi xưa do mình đã về nhà muộn nên vợ con anh đã chết. Bây giờ anh quyết định đứng lại đánh bọn ngoài hành tinh kia để chuộc lỗi. Vừa liên quan gì ở đây? Nhưng đạo diễn muốn đoạn này phải chém nhau epic một tí. Và nó epic thật. Nhưng highlight thuộc về Helium. Một con tàu Helium bay đến để dẹp loạn. Deja và John được cứu. Nhưng quốc vương Helium thì lại đi cùng Satan. Hắn ta đã một mình tay không đến thành Helium với lý do quá quan tâm đến Deja. Nghe sặc mùi xạo lìn nên Deja cầm kiếm định chém Satan. Chỉ cần một chém phát là hết phim. Nên Deja không chém. Cô và John được đưa về Jordanga. Còn Sola thì kịp thời lẩn trốn. John sau khi tỉnh dậy được tướng quân của Helium đưa đến chỗ của Deja. Helium vẫn dai như đỉa đói. Nốt lần cuối John có chịu ở lại không? John không trả lời. Deja hết nước hết cái, đành phải để John về trái đất. Cô đưa anh cái mề đay. Chỉ cần một câu niệm chú đơn giản. Cho xin một subscribe. John lặp lại theo lời của Deja và anh biến mất khỏi tầm mắt của Deja. Chứ anh vẫn ở đây. John quyết định sẽ ở lại để giúp Helium. Nhưng anh đã bị một Thern bắt lại. Tên Thern này giữ John lại để anh không làm hỏng việc lớn của Jordanga. Hắn ta kể mọi chuyện cho John nghe về các Thern và sứ mệnh sắp đặt thế giới của nữ thần. Jordanga đã được lựa chọn để chiến thắng và John không được phép can thiệp. Hắn ta chuẩn bị mang John đi. Thì con chó The Flash từ đâu chạy đến cắn nát chiếc Rolex thần kỳ của tên Thern. John thoát ra và cùng phi thuyền của Jordanga chạy thoát. Anh bay về tộc Thork để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tộc trưởng cũ đã bị tên chiến binh thế chỗ. John bị bắt lại và phải cùng tộc trưởng cũ đánh nhau trong đấu trường sinh tử. Đối thủ của họ là Ben 10 nhưng mà lại màu trắng. John bị xích lại nên không thể thử thách cùng bước nhảy được. Sau vài cảnh phim quần quật tránh né, John đã giết được hai con Ben 10. Anh yêu cầu quyền thách đấu tranh ngôi vương với tên chiến binh. Vì anh cũng đã là chiến binh của tộc Thork, mọi người Thork đều ủng hộ John. John giết tên chiến binh và trở thành tộc trưởng tộc Thork. Anh đưa ra lời kêu gọi toàn dân kháng chiến. Helium cùi bắp không làm được gì thì để Thork làm. Và họ tiến quân đến Jordanga. Xong rồi Jordanga chả có đứa nào. Tất cả đã đến Helium để tổ chức đám cưới. Nhưng tổ chức ở đâu không quan trọng. Quan trọng là John kiểu gì cũng đến kịp. Anh tiết lộ toàn bộ kế hoạch của Jordanga, buộc Satan phải lật bài. Quân đội hai bên lao vào chém nhau. Tộc Thork cũng đến để góp vui. Tên Satan với phong cách bay như đeo dây lao vào John. John chém Satan đứt dây. Satan chết. John bị tên Thern tấn công. Deja phá vỡ thiết bị của hắn nên Thern biến thành Deja. Chắc là để John chơi phi xăm. Deja lấy được chiếc mề đay của hắn. John ném đi. Tộc trưởng nhặt được. Nhưng ông đã bị hắn lừa và lấy chiếc mề đay đi mất. Trận chiến cũng kết thúc. Đánh còn nhanh hơn cả tôi làm tình. John trở thành người hùng của sao hỏa. Anh cầu hôn Deja. Nhân dịp đang có sẵn đám cưới. Đêm hôm đó John thầm nghĩ. Ở đây làm vua cho sướng, về làm con mẹ gì. Thế là anh ném chiếc mề đay đi. Đây là điều ngu nhất trong cuộc đời mà anh có thể làm. Vì tên Thern đột nhiên xuất hiện và đăng nhập anh vào server trái đất. Bỏ mẹ rồi. Giờ thì phải quay lại sao hỏa kiểu gì. John chưa hết hy vọng. Anh nhớ lại lời tên Thern nói. Có thể sẽ có nhiều hang động khác trên thế giới. Với kho báu anh tìm được, John hết sức đi tìm chiếc mề đay khác. Và anh đã tìm được. Chỉ một ít thời gian sau đó, anh đột ngột qua đời và được chôn trong một lăng mộ chỉ mở được từ bên trong. Cháu của anh là Edgar được gọi đến để thừa kế tài sản của chú. Lý do thật sự Edgar ở đây là để trông coi lăng mộ của John, đề phòng các Thern đến giết anh. Edgar sợ lăng mộ của chú bị xâm phạm.
liền chạy ra xem. Cậu dùng mật khẩu mà John đã nhắc để mở cửa. Một tên xuất hiện từ phía sau giết Edgar, nhưng John bất ngờ từ phía sau giết chết hắn. Thực ra anh vẫn chưa tìm được cái mề đay. Vở kịch này được tạo ra để dụ Thơn ra mặt. Đến lúc này John mới có thể về ngôi nhà thực sự của mình. Anh nằm vào quan tài và đọc: "Cho tôi xin một subscribe." Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong John Carter, người hùng sao hỏa. Bài học rút ra: thật tuyệt khi làm trai Alime. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.